hàng thì em mới giúp chứ. Có bao nhiêu nơi cầu cạnh em có giúp đâu. Hợp đồng thì có gì là ghê gớm. Cứ để chị Thư chuẩn bị, mai anh xem lại không được à? Em buồn cười thật. Công việc của anh làm sao em biết được? Công việc của anh mà em lại không biết á? Anh nên đi với Thanh. Để một mình em làm cũng được. Cứ kêu là không bán được hàng, nhưng lại không bao giờ coi trọng công tác ngoại giao tiếp thị để có khách hàng cả. Em thấy chỉ có mỗi cơ quan anh là thế thôi. Thôi, đi anh. Thôi anh cứ đi đi. Để em chuẩn bị, sáng em sẽ đưa anh duyệt sớm. Có gì mình vẫn sửa kịp cơ mà. Ừ. Đi. Chào chị. Dạ vâng. Bà cứ về trước đi, để tôi đi một mình cho khuây khỏa. Không, bà cứ để tôi đưa bà về nhà. Ở đây đã có xích lâu rồi, mà bà cũng đừng lo nghĩ quá, cũng không lấy lại được tiền ngay đâu. Cảm ơn bà đã lo lắng cho tôi, nhưng tôi buồn lắm bà. Tôi chỉ muốn đi một mình thôi. Anh ạ. Anh. Mọi người về hết rồi hả em? Em xong việc chưa? Mình có thể đi xem vật liệu xây dựng. Em tưởng cuối giờ đón con rồi đi xem luôn thể. Anh muốn mình xem ở nhiều cửa hàng, xem thật kỹ rồi quyết định luôn. Cho cô Tuấn đi vướng chân lắm. Với lại anh đã nhờ cô giáo Loan đón Tuấn rồi. Nhưng hôm nay em không thể đi được. Em phải thảo cho xong bản hợp đồng. Ngày mai công ty em ký với khách hàng Đài Loan rồi. Hay để mai đi được không? Biết đâu mai em lại bận việc khác. Nhưng thôi, em đang bận thì đành vậy. Anh về nhé. Trong mai em không bận đâu. Anh đi qua chợ mua hộ em con cá, xả ớt với chanh. Em mới học được món canh cá nấu kiểu Thái Lan, ngon lắm. Chiều nay em sẽ trổ tài. Em sẽ cố gắng xong sớm. Em nhớ về sớm đấy nhá. Ừ. Anh đi đây. Bình này. Dạ. Mẹ thấy con dục dịch muốn chung vốn với bạn mở cửa hàng kinh doanh ở Thái Hà. Việc đó đến đâu rồi? Mới dập dạp thôi mẹ. Chúng con đang tìm thuê địa điểm. Việc buôn bán làm ăn bây giờ là khó lắm đấy. Con chung vốn với người ta là phải cẩn thận. Tin người quá, nhiều khi mất nghiệp đấy. Sao mẹ lại nói như thế? Có chuyện gì ạ? Bác Soan cũng vì tin người mà mất hết cả cơ nghiệp rồi con ạ. Toàn bộ số tiền bác ấy dành dụm định xây nhà cũng bị chúng nó lừa hết. Kể cả số tiền bác ấy vay của con cũng mất hết cả rồi. Sao?
Mẹ nói là bác Xoan lấy cả tiền của con để cho đi vay lãi à? Sao bác ấy quá đáng thế? Lạm dụng lòng tốt của người khác. Mẹ cứ ép con cho vay, trong khi con sắp cần vốn để kinh doanh rồi. Việc đã lỡ rồi con ạ. Bác Xoan hứa sẽ trả tiền con đúng hẹn. Đúng hẹn? Mẹ ngây thơ quá đấy. Bây giờ bác ấy mất hết rồi, lấy đâu ra mà giả? 50 triệu chứ có phải 50 nghìn đâu. Mẹ thì lúc nào cũng lo lắng cho bác ấy, thương xót cho bác ấy. Bây giờ thì chính con là người mất tiền oan rồi đấy. Thì sông có khúc, người có lúc. Thế con quên là lúc con chuẩn bị xuất khẩu sang Đức, chính bác ấy cho mẹ vay tiền thì con mới có vốn làm ăn hay sao? Mẹ nói phải đấy. Nếu lúc ấy bác Xoan không cho vay vốn thì gia đình mình chắc gì đã được như ngày hôm nay. Mẹ về rồi kìa, mau lên. Hai bố con làm cơm đi hả? Em cố làm cho nhanh mà vẫn không kịp. Không sao, cơm trên bếp cũng sắp cạn rồi. Chỉ có canh cá nấu theo kiểu Thái Lan này là anh chịu. Anh nghỉ tay đi, em thay quần áo là xong ngay. Đấy, không phải thế, con phải bóc thế này này. Đấy. Đây, con bóc cho bố xem. Thôi hai bố con để đấy cho em. Kiểu canh cá này nấu nhanh lắm, ăn lại ấn tượng. Mẹ, mẹ nấu mì tôm cho con ăn trước đi. Con đói lắm, đã 8 giờ tối rồi mà bà vẫn chưa về. Sao mẹ về muộn thế nhở? Anh cũng chẳng biết nữa. Nhà chỉ có hai bố con về sớm, cứ mải loanh quanh tắm giặt với cơm nước. Để anh điện thoại ra hàng hoa, nếu mẹ con ở đó, anh sẽ ra đón mẹ. Sáng nay anh thấy mẹ mua hoa ở tận cuối làng, chắc hôm nay đắt hàng đấy. Mẹ, mẹ nấu đi mẹ, con đói lắm rồi. Thôi được rồi, con lấy mì đi. Để mẹ nấu cho con ăn trước rồi con học bài. Ừ, cứ để đấy. Em để cá lòng giòm cho ra hết nước ngọt. Đợi mẹ về bỏ xả bắp chanh là ăn ngay cho nóng. Ở hàng hoa không có ai nhấc máy cả em ạ. Này, em xem cái này mà tham khảo. Sau này có nhà mới, chúng ta sẽ trang trí cho nó đẹp và tiện lợi em ạ. Anh cứ để đấy, lát nữa em xem. À, anh thử gọi điện sang nhà cô Bảng xem hai mẹ đến đấy chơi. Alo. Vâng. Mẹ ơi, anh Vượng gọi cho mẹ. Alo. Cô ơi, mẹ cháu có ở chỗ cô không ạ? Thế mẹ cháu vẫn chưa về à? Hôm nay mẹ cháu với cô nghỉ hàng đi có chút việc. Lúc chiều cô còn đi với mẹ cháu cơ mà. Thế mẹ cháu đi đâu nhỉ? Cô có biết chuyện gì xảy ra với mẹ cháu không ạ? Cháu cứ yên tâm, qua điện thoại cô không thể kể hết được. Có gì cô sẽ qua nhà cháu ngay bây giờ. Ừ, thế thôi nhá. Ừ. Con đèo mẹ đến nhà bác Xoan đi. Đến giờ này mà bác ấy vẫn chưa về, mẹ lo lắm. Mẹ linh cảm có chuyện gì không ổn xảy ra với bác ấy. Đi con. Đi. Thế nào rồi hả anh? Mẹ không có ở bên nhà cô Bảng em ạ. Không hiểu có chuyện gì mà cô ấy bảo cô ấy qua nhà mình ngay bây giờ. Cô ấy không muốn nói chuyện qua điện thoại. Chắc là có chuyện gì thì cô ấy mới nói thế. Thế sáng nay anh có nói gì để mẹ giận không? Không.
cướp, cướp bà con rồi, cướp, cướp, cướp bà con rồi, cướp. Bác ơi, bác có bị làm sao không bác? Bác, bác. Việc mẹ cháu cho vay mất hết tiền là thế. Cô chỉ lo bà ấy tiếc của quá mà làm liều ra thì chết. Bây giờ cô và các cháu phải đi tìm mẹ cháu ngay. Theo cháu, một mặt mình phải chia nhau để đi tìm mẹ cháu. Một mặt phải báo công an để nhờ các anh tìm giúp. Bây giờ Vượng sẽ đi báo công an và đi tìm mẹ cháu ở khu vực Hồ Tây. Còn cô và em Bình sẽ đến nhà bà Hoa xem mẹ cháu có đến đó hay không. Cô nói phải. Mình đi luôn không muộn cô ạ. Thôi mẹ con ta về đi. À, em về ạ. Cậu về nhé. Ừ, cô về đây. Cô về ạ. Em sẽ đi cùng với anh. Để anh đi một mình. Em và con phải ở nhà đề phòng mẹ về báo cho mọi người biết. Anh sẽ đến báo với công an trước. Khổ quá, tai họa giáng xuống đầu mình rồi. Chuyện đã xảy ra rồi, chỉ cần tìm được và an ủi mẹ. Còn chuyện mất tiền, vợ chồng mình sẽ đứng ra giải quyết. Mẹ già rồi. Cảm ơn em. Thôi anh vào thay quần áo nhanh lên. Anh Vượng, anh cần tấm ảnh của mẹ nộp cho công an để họ tìm cho dễ. Ừ. Chào anh ạ. Vâng. Báo cáo anh, tôi muốn nhờ các anh tìm giúp người nhà. Mẹ tôi khoảng 70 tuổi, đi từ sáng giờ vẫn chưa thấy về ạ. Bác nhà tên là gì ạ? Dạ, Nguyễn Thị Xoan ạ. Xoan ạ. Thế từ sáng tới giờ có ai trông thấy mẹ anh không? Có ạ. Một người bạn của mẹ tôi, cô Bảng chiều nay còn đi cùng mẹ tôi đến tòa án. Anh có đặc điểm nhận dạng của mẹ anh không? Dạ, có đấy ạ. Gửi anh ạ. Cứ thế chị nhá. Chị ơi, mẹ con em đi đây. Nếu có tin gì của chị Xoan, chị báo cho mẹ con em. Ừ, cứ yên tâm. Cháu chào bác ạ. Ừ, đi nhá. Chào cháu. Bây giờ đi đâu hả mẹ? Con cứ đưa mẹ ra Hồ Hoàn Kiếm. Lúc chiều mẹ mấy bác Xoan chia tay nhau ở mạng ấy mà. Vâng ạ. Này cả bà cả bố vẫn chưa về, liệu bà có làm sao không hả mẹ? Mẹ hy vọng là không có chuyện gì. Mẹ con mình phải chờ thôi. Giờ này bà vẫn chưa về ăn cơm, chắc bà đói lắm mẹ nhỉ? Mẹ ơi, mẹ có đói không? Mẹ với bố cũng chưa ăn cơm, nhưng mẹ không thấy đói. Chưa tìm thấy bà thì chẳng còn bụng dạ nào mà ăn đâu con ạ. Không, mẹ phải ăn đi, để con đi lấy nồi cơm cho mẹ. Tuấn.
Đợi mọi người rồi ăn cả thể con ạ. Con đỗ lại mẹ xem nào. Đỗ lại. Con tinh mắt nhìn kỹ xem có phải bà Soan kia không. Đâu mẹ? Bà Soan, bà Soan. Xin lỗi bà, tôi nhầm. Ta đi thôi con. Alo. Thưa đẻ em. Anh đây. Mẹ đã về chưa? Chưa. Đã có tin tức gì của mẹ chưa? Chưa có tin gì anh ạ. Cả cô bản cũng chưa thấy gọi lại. Anh đã đi khắp các phố. Đã hai lần gọi điện cho đồn công an. Nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Bây giờ anh định thế nào? Có lẽ anh sẽ đi quanh thêm một lúc nữa. May ra gặp mẹ. Có gì anh sẽ gọi lại cho em sau nhé. Khuya quá rồi, cứ đi vu vơ thế này cũng chả giải quyết được việc gì cả. Trời thì tối, mà bác Soan thì không biết ở đâu. Không biết cũng phải cố. Nếu còn mệt thì mẹ gọi xe ôm đi vậy. Ý con không phải là như thế. Bác Soan với mẹ như chị em ruột. Lúc con còn nhỏ, mẹ không có sữa. Chính bác Soan đã cho con bú nhờ. Bây giờ lẽ nào con lại tiếc công với bác ấy? Không phải là con tiếc công đâu, mà con thấy đi tìm thế này vô vọng quá. Còn nếu mẹ muốn đi tìm, con sẵn sàng đi với mẹ cả đêm. Nhưng con sợ, nhỡ mà bị tai nạn, nằm ở đâu đó mà mẹ con mình cứ đi ngoài đường thế này thì tìm làm sao được ạ? Ừ, con nói đúng đấy. Thế bây giờ con đưa mẹ đến mấy bệnh viện gần đây đi. Alo, anh Vượng à? Đã có tin tức gì chưa em? Chưa anh ạ. Anh đã đi hết một số gia đình quen, nhưng vẫn không thấy mẹ. Anh cố đi thêm một vòng nữa. Nếu không thấy thì anh sẽ về. Vâng. Alo. Thư đi hả cháu? Cô đã tìm thấy mẹ cháu ở bệnh viện Sanh Pôn, khoa cấp cứu. Mẹ cháu bị ngất, có người đưa đến bệnh viện. Hiện cô đang ở đây trông mẹ cháu nhé. Vâng, cháu sẽ đến ngay ạ. Tuấn. Tuấn, dạ? Dậy đi con. Bà Bảng đã tìm thấy bà rồi. Mẹ phải vào viện xem bà như thế nào. Con ở nhà không được ngủ nghe chưa? Nếu bố có gọi điện hoặc về thì con nói bố đến ngay khoa cấp cứu bệnh viện Sanh Pôn. Con nhớ chưa nào? Rồi ạ. Con nhắc lại mẹ nghe xem nào. Khoa cấp cứu bệnh viện Sanh Pôn. Ừ, mẹ đi nhá. Anh Bình, mẹ em nằm ở đâu? Mẹ em nằm ở trong kia kìa. Cháu chào cô ạ. Ê, mẹ cháu chưa tỉnh đâu. Mẹ cháu bị sao hả cô? Không rõ có phải mẹ cháu bị xe đâm hay không, nhưng bác sĩ không thấy thương tích trên người. Bác sĩ bảo có lẽ mẹ cháu bị đói và mệt quá nên ngất, chứ chưa chắc bị xe đâm. Cháu cảm ơn cô. Bây giờ khuya rồi, cô và anh Bình về nhà nghỉ đi. Cháu sẽ ở lại đây đêm nay. Thấy cháu đến là cô yên tâm rồi. Bây giờ cô về, sớm mai cô lại vào. Nếu mẹ có chuyện gì, nhớ gọi điện thoại báo ngay cho cô nhé. Vâng ạ. Cô về ạ.
Mẹ, con Thư đây mà. Mẹ ơi. Thư, Thư ơi, mất hết cả tiền rồi con ơi. Thôi, mẹ đừng nghĩ ngợi nữa. Việc nó đã lỡ rồi, mẹ có đau buồn cũng không lấy lại được. Chỉ vì mẹ ngu dại, mẹ tham tiền, mẹ làm khổ các con, làm hại cháu Tuấn. Thôi, mẹ đừng khóc nữa. Mẹ đang ốm thế này. Mẹ có đói không? Con đi mua cái gì cho mẹ ăn nhá. Trời ơi, sao tôi đã làm ngu dại thế này? Kìa mẹ. Làm khổ con, khổ cháu. Kìa mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Bác sĩ, bác sĩ. Bố, bà đang nằm ở bệnh viện Saint Paul. Bố vào đấy ngay, mẹ ở trong đấy rồi. Thôi bố đi nhá, con khóa cửa lại, đợi mẹ về nhá. Bố ơi, cho con đi theo với, con muốn vào thăm bà. Với lại, ở nhà một mình, con sợ lắm. Thôi, con ngoan nhá, bây giờ khuya rồi,